là một thư sinh đẹp trai khôi ngô tuấn tú và hôm nay là ngày đầu. Mến, ngoài việc là công cụ để chia sẻ những video hấp dẫn đến với nhiều người hơn thì YouTube còn là một thị trường để kiếm tiền hiệu quả của các nghệ sĩ cũng giống như là các YouTuber đỉnh đám nữa đấy. Vậy bạn có tò mò là những YouTuber hàng đầu Việt Nam hiện nay như là Thơ Nguyễn, Hậu Hoàng, Chris David Gamer hay NTN Vlog kiếm được bao nhiêu tiền từ YouTube không? Và ai là người kiếm được nhiều tiền nhất từ YouTube nữa? Hãy cùng đến ngay với những YouTuber đỉnh đám nhất Việt Nam kiếm được bao nhiêu tiền từ YouTube nhé. Virus. Cái tên Virus hẳn đã không còn xa lạ gì với cộng đồng những người yêu game và các streamer Việt. Không chỉ có lượng người theo dõi khủng trên Facebook, mà trang streamer đình đám này cũng sở hữu cho mình kênh YouTube với 2,64 triệu người đăng ký. Đặc sản trên kênh YouTube của Virus chính là những video reaction MV và video hot vô cùng thú vị và cuốn hút. Theo Social Blade, kênh thống kê hàng đầu về các YouTuber, số lượt xem kênh của anh trong 30 ngày gần đây là trên 25 triệu view. Ở kênh của anh thì chủ yếu các video có thời lượng dưới 15 phút. Từ đó cho thấy cứ 1.000 view anh sẽ nhận được số tiền trong khoảng 0,25 USD đến 0,35 USD giúp anh thu về khoảng 6.300 USD đến 8.800 USD một tháng, tức là 146 triệu đến 204 triệu đồng mỗi tháng. Ước tính doanh thu một năm của anh khoảng 75.300 USD đến 105.420 USD, từ 1 tỷ 7 đến 2 tỷ 4 một năm đấy. Nhưng anh vẫn thua gần 7 lần so với YouTuber đứng ở vị trí đầu tiên. Chờ xem nhé. Ai nói rằng đời này chúng ta thuộc về nhau, tình yêu chẳng sáng sao bằng. Bà Tân Vlog. Bà Tân Vlog tên thật là Nguyễn Thị Tân, sinh năm 1967. Kênh YouTube của bà nổi tiếng tại Việt Nam với nội dung xoay quanh việc nấu các món ăn như bình thường nhưng ở dạng siêu to khổng lồ. Kênh YouTube của bà Tân có 3,32 triệu người đăng ký và hiện đứng thứ 36 trong số các kênh được theo dõi nhiều nhất Việt Nam. Theo Social Blade, tổng số lượt xem kênh bà đạt trên 27 triệu lượt xem trong 30 ngày gần đây. Chủ yếu video của bà có thời lượng trên 15 phút. Do đó, cứ 1.000 view, bà sẽ nhận được số tiền trong khoảng từ 0,3 USD đến 0,45 USD. Doanh thu ước tính 30 ngày gần đây của bà đạt từ 8.100 USD đến 12.150 USD, từ 188 triệu đến 282 triệu mỗi tháng. Ước tính số tiền nếu làm YouTube trong một năm, bà sẽ thu về 97.200 USD đến 145.800 USD, tức 2,3 tỷ đồng đến 3 tỷ tư một năm. Đó là chưa kể đến doanh thu từ những nhãn hàng mà bà quảng cáo trong video. Đúng là một con số đáng mơ ước các bạn nhỉ. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi. Đấy, thế là thường ngày bà vẫn tiếp tục các cháu ạ. Khoa Bắc. Khoa Bắc tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992. Bắt đầu làm YouTube với những video về loài chó Bắc. Sau này, nội dung xuyên suốt những video của Khoa Bắc là già nghèo, đến những nơi xa xỉ, sử dụng các dịch vụ cao cấp với vẻ ngoài giản dị. Trong đó, cái kết của Khoa Bắc thường gây tranh cãi bằng những thiệt thòi mà YouTuber này phải chịu. Tính tới thời điểm hiện tại, kênh YouTube của Khoa Bắc đứng thứ 69 trong số các kênh được theo dõi nhiều nhất Việt Nam. Số người theo dõi là 2,26 triệu người với số video upload là 331 video. Theo Social Blade thì trong 30 ngày gần đây, kênh anh có trên 31 triệu lượt xem. Cũng giống như bà Tân Vlog, thời lượng video của anh chủ yếu là trên 15 phút. Do đó, cứ 1.000 view, anh sẽ thu về khoảng 0,3 đến 0,45 đô. Doanh thu ước tính 30 ngày gần đây của anh đạt từ 9.300 USD đến 14.000 USD, tức là 216 triệu đến 325 triệu đồng mỗi tháng. Ước tính doanh thu 1 năm của anh từ YouTube đạt từ 111.900 USD đến 167.400 USD, tương ứng với 2 tỷ 6 đến 3 tỷ 9 một năm. Chris Devin Gamer. Chris Devin Gamer tên thật là Chris Fan và bắt đầu sự nghiệp YouTuber vào năm 2014. Thông qua việc stream phát trực tiếp các tựa game nổi tiếng, Chris gây ấn tượng với người hâm mộ bởi sự hài hước và gương mặt được phong là thánh biểu cảm. Và gần đây là reaction siêu mạn mòi các MV âm nhạc. Tính tới thời điểm hiện tại, kênh YouTube của Chris đứng thứ 4 trong số các kênh được theo dõi nhiều nhất Việt Nam.
Với số người theo dõi đạt 7,39 triệu người, các video của anh chủ yếu dưới 15 phút thì anh sẽ thu về khoảng 0,25 đô đến 0,35 đô cho 1.000 view từ YouTube. Theo Social Blade, với số lượt xem trong vòng 30 ngày gần đây nhất đạt trên 49 triệu lượt xem, doanh thu ước tính của anh trong vòng 1 tháng là khoảng 12.300 USD đến 17.200 USD, tức là 286 triệu đến 399 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi năm, anh kiếm khoảng từ 147.500 USD đến 206.400 USD, tương ứng với 3,4 tỷ đồng đến 4 tỷ 8 đồng một năm. Chuyên gia đi học muộn, lúc nào cũng trong cái bảng đề cử học sinh có tên trong sổ đầu bài. NTN Vlog. Sinh năm 1994, NTN tên thật là Nguyễn Thành Nam. Đây là YouTuber đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 3 nút play vàng. Nguyễn Thành Nam nổi tiếng với những trò đùa và thử thách vô cùng bá đạo. Tính tới thời điểm hiện tại, kênh YouTube của NTN Vlog đứng thứ 3 trong số các kênh được theo dõi nhiều nhất Việt Nam. Với số lượt người theo dõi đạt 8,08 triệu sub, với số video upload là 320 video. Có thể để ý tiêu đề video của anh đều đã đặt kèm tiêu đề tiếng Anh. Người xem video của anh cũng gồm cả người xem nước ngoài. Chính vì thế, cứ 1.000 view thì kênh của anh thu về khoảng 0,4 USD đến 0,5 USD. Theo Social Blade thì số lượt view ước tính trong 30 ngày qua là trên 47 triệu view. Tính toán ra doanh thu ước tính của anh thì đạt từ 18.900 USD đến 23.700 USD, tức là 439 triệu đến 550 triệu mỗi tháng. Mỗi năm của anh đạt từ 227.100 USD đến 283.884 USD. Con số khổng lồ đúng không các bạn nhỉ? Thơ Nguyễn. Thơ Nguyễn tên thật là Nguyễn Hồng Thơ, sinh năm 1992. Ra đời từ năm 2016, kênh YouTube của 9X này hướng tới đối tượng trẻ em với các nội dung mang tính giải trí như review đồ chơi, hướng dẫn nấu ăn các món ăn đơn giản, hướng dẫn làm đồ chơi handmade, các thử thách vui nhộn, được nhiều bạn nhỏ đón nhận. Tính tới thời điểm hiện tại, kênh YouTube của Nguyễn Hồng Thơ đứng thứ 6 trong số các kênh được theo dõi nhiều nhất Việt Nam. Với số người theo dõi đạt 6,82 triệu người, với lượng xem 30 ngày gần đây đạt trên 87 triệu lượt xem. Thời lượng video của cô phần lớn dưới 15 phút, nên 1.000 view cô sẽ thu về khoảng 0,25 đến 0,35 đô. Doanh thu ước tính của cô trong vòng 1 tháng gần đây là khoảng 21.800 USD đến 30.600 USD, khoảng 506 triệu đến 710 triệu một tháng. Ước tính mỗi năm, cô kiếm khoảng 261.900 USD đến 366.710 USD, hơn 6 tỷ đến 8 tỷ rưỡi một năm. Cũng là con gái mà chị ấy giỏi quá, hâm mộ chị Thơ quá đi. Quỳnh Trần GP. Quỳnh Trần GP là một người phụ nữ Việt, sinh năm 1985, lấy chồng người Nhật. Hiện tại, cô sinh sống tại Nhật Bản. Cô nổi tiếng trên YouTube nhờ những clip thưởng thức đồ ăn cùng con trai tên Sa. Những nội dung trên kênh của Quỳnh Trần tập trung chủ yếu vào việc ăn và nấu ăn. Món ăn rất đa dạng và bắt mắt, chủ yếu là những món ăn Việt và Nhật Bản. Sau hơn 1 năm hoạt động, kênh của Quỳnh Trần đã có 1,66 triệu lượt đăng ký. Và mỗi video của cô thu hút vài trăm ngàn người xem, thậm chí lên tới vài triệu lượt xem. Trong vòng 30 ngày gần đây, số lượt xem trên kênh của cô đạt 94 triệu lượt xem. Mỗi video dài hơn 15 phút giúp cô thu về khoảng 0,3 đến 0,45 USD cho mỗi 1.000 view. Từ đó, ta tính được trong vòng 1 tháng, cô kiếm được khoảng 28.200 USD đến 42.300 USD mỗi tháng, tức là 654 triệu đến 982 triệu đồng mỗi 1 tháng. Cứ theo đà phát triển này, thì trong 1 năm, cô sẽ thu về 338.000 USD đến 507.600 USD mỗi năm, tức là 7,8 tỷ đồng đến 11,8 tỷ đồng một năm cơ đấy các bạn ạ. Hậu Hoàng. Hậu Hoàng sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô là YouTuber khá đình đám với kênh YouTube có 4,66 triệu người đăng ký theo dõi. Những video nhạc chế với những chủ đề hot khiến tên tuổi cũng như kênh YouTube của cô lên như diều gặp gió. Đa phần các video của cô đều đạt con số view khủng và lên top thịnh hành nhanh chóng. Trong đó có những clip cán mốc 55 triệu view chỉ sau 1 tháng. Số lượng video cô upload dù rất ít, chỉ là 54 video,
Nhưng chỉ riêng trong 30 ngày gần đây, tổng số lượt xem trên kênh của cô đã là 126 triệu lượt xem. Tuy nhiên, các video của cô có thời lượng khá ngắn, hầu như là dưới 5 phút, nên 1.000 view giúp cô thu về khoảng 0,2 đô đến 0,3 đô. 30 ngày gần đây, cô kiếm khoảng 25.200 USD đến 37.800 USD, tương ứng với 588 triệu đến 877 triệu mỗi tháng. Ước tính trong một năm thì cô kiếm được 302.400 USD đến 453.600 USD, tức là 7 tỷ đến 10 tỷ rưỡi một năm. Không những thế, trong mỗi video của cô còn khéo léo lồng ghép từ 1 đến 2 video quảng cáo. Giá trung bình một mặt hàng đặt quảng cáo cho một video rơi vào khoảng từ 100 đến 500 triệu. Tổng cộng lại thì thu nhập của cô đúng là một con số khủng. Vừa xinh vừa giàu thế này, ai mà không mê cơ chứ? Các bạn có thấy bất ngờ không khi người kiếm được nhiều tiền nhất từ YouTube lại là Hậu Hoàng, một cô gái trẻ sinh năm 1995, và cả số tiền khổng lồ mà các YouTuber hàng đầu kiếm được từ YouTube nữa chứ? Cả chục tỷ một năm cơ đấy, đáng mơ ước thật các bạn nhỉ? Các bạn là fan của ai? Hãy bình luận phía dưới cho chúng mình biết nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh nữa nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor, và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team Sơn Thủy của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé! Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!